Nó rõ ràng là việt vị rồi, còn trọng tài thì bảo tôi là tôi đã tham gia tình huống bóng và nó khiến bẫy việt vị bị phá. Ờ thế tôi nên làm gì đây? Đứng sang một bên và nhìn cậu ta chạy à? Dù sao luật vẫn là luật. Theo quan điểm của chúng tôi, pha bóng đó việt vị. Trọng tài nói Eric cố cản bóng, lỗi việt vị bị loại bỏ nhưng nó thật vô nghĩa. Cậu ấy chỉ cố gắng để can thiệp vào đường truyền. Eric không cố chạm bóng và để mất nó. Thật khó để hiểu được quyết định này khi đứng về phía Tây Ban Nha. Mbappe có tốc độ tốt nhưng cậu ấy đã xuất phát sai thời điểm, trong khi Garcia chỉ chạm nhẹ vào bóng. Luật nói rằng bởi vì pha chạm bóng của Garcia nên tình huống trước đó bị bỏ qua. Nhưng như thế thì Garcia phải làm gì cơ chứ? Liệu cậu ta có nên để bóng trôi qua khi chẳng biết điều gì xảy ra phía sau? Tranh cãi, tranh cãi, tranh cãi. Những tranh cãi vẫn đang xảy ra liên hồi. Và vì đây là một trận chung kết, nó càng có lý do để xảy ra hơn. Nhưng kể cả quan điểm của bạn là như thế nào thì phải công nhận một điều rằng đây là một trận chung kết tuyệt vời, vượt qua tiêu chuẩn của một trận chung kết giao hữu mà người ta vẫn phàn nàn về UEFA Nations League. Bởi bạn phải xem để biết tên nhóc này tự tin thế nào, vừa phá kỷ lục về cầu thủ trẻ nhất khoác áo tuyển khi đối đầu với những Jorginho và Verratti, thì hôm nay cậu ta lặp lại điều đó với cặp tiền vệ Pogba và Tchouameni, và cho thấy mình không thua thiệt bất cứ điều gì để trở thành một đối trọng của những cầu thủ tài năng như vậy. Lineker trong cabin Sky Sport khi ấy cũng phải thốt lên rằng: "Làm ơn cho tôi xem giấy khai sinh của thằng nhóc này đi, vì tuổi 17 dù có thế nào thì cũng không thể giỏi cỡ này được." Hết Pedri lại đến Gavi, Tây Ban Nha bằng cách đó đã tạo ra những tay tiền vệ bé bỏng nhưng khiến những gã đàn ông lão luyện cũng phải giật mình vì tài năng mà họ có. Nhưng đó cũng chỉ là sự kinh ngạc cho một người trẻ thôi, chứ bàn về chuyện đã con mắt và tiêu chuẩn cao nhất thì người hơn cậu gấp đôi về tuổi cho thấy vì sao anh vẫn là lựa chọn số 1 của Lucho cho đến lúc này. Người ta luôn có cảm giác rằng Busquets khi thi đấu cho Tây Ban Nha là người của năm 2011 đã dùng cỗ máy thời gian để đến đây. Busquets dễ dàng khoan những đường truyền vào giữa các tuyến của tuyển Pháp, số đường truyền tịnh tiến mà tiền vệ người Tây Ban Nha tạo ra là một trong những lý do tại sao anh là người giỏi nhất ở vị trí này. Sự khác biệt rõ ràng là cách Busquets đóng vai trò thế nào ở Barcelona của Koeman so với hệ thống pressing rất có tổ chức của Enrique, khiến người ta chợt nghĩ rằng liệu một huấn luyện viên chất lượng tại Barca sẽ kéo dài sự nghiệp của Busquets và cho phép anh ấy đạt những cấp độ phù hợp mà anh ấy làm cho Tây Ban Nha. 3 kỳ pass và 4 cơ hội được tạo ra từ chân của đội trưởng tuyển xứ sở đấu bỏ, và đấy chưa phải là tất cả. Bởi bạn không thể bỏ qua những gì Busquets đã làm ở mặt trận phòng ngự, với 7 pha thu hồi bóng và vô số những tình huống ngăn chặn khác, kể cả là phải dùng đầu để đẩy nó ra khi đang mất thăng bằng, hệt như. Cũng chính Busquets là người đã có một đường truyền quá tinh tế để Oyarzabal đánh bại Upamecano và tung ra cú dứt điểm hoàn hảo, nơi trung vệ đắt giá của Bayern Munich cũng đã chơi không tốt. Người ta có thể thấy niềm vui của Luis Enrique như thế nào bên ngoài đường pitch khi ông trầm các trợ lý và nhảy cẫng lên vì vui sướng. Nhưng cũng có ai ngờ bàn thắng ấy lại mở ra một thế trận hoàn toàn khác, nơi những ai ngồi xem đến thời điểm ấy đều được thỏa mãn. Đầu tiên nó mở ra những khoảnh khắc của ngôi sao, nơi Benzema nhận ra mình ở vị trí không thực sự thuận lợi để phối hợp với ai cả. Và anh làm gì? Một cú cỡ lòng đưa bóng găm vào góc xa khung thành của Unai Simon. Bàn thắng ấy nhìn từ góc khung thành nơi Simon đang đứng còn siêu việt hơn thế nhiều lần. Đợt lên bóng đầu tiên ngay sau bàn thua và Pháp trả cảm xúc của người Tây Ban Nha về điểm ban đầu. Còn phong độ hiện tại của Karim Benzema hoàn toàn khác biệt so với những gì chúng ta biết về anh, vì tiền đạo này còn liên tục ghi bàn từ những tình huống thậm chí trông không giống như là một cơ hội. Nhưng Benzema không chỉ cho thấy mình tốt thế nào ở khoản ghi bàn mà anh trở thành một tiền đạo hoàn hảo. Như ở pha bóng này, điều khác biệt là tiền đạo người Pháp nhận ra anh có thể chuyền bóng và nó ngay lập tức. Và điểm kết thúc mọi thứ đã dẫn đến pha tranh cãi đầu tiên khi Theo Hernandez tung ra một đường truyền tốt, nhưng người biến nó tốt hơn lại là Eric Garcia. Mbappe đã kết thúc nó, trở thành cái kết đẹp nhất cho chính anh, trở thành người bị gọi là tội đồ trong trận đấu với Thụy Sĩ và tỏa sáng trong trận đấu quyết định đến danh hiệu của đất nước. Vài ngày trước, khi Mbappe nói rằng anh sẽ không lên tuyển nếu đó là điều mà đội bóng này muốn, còn không thì anh vẫn cống hiến tất cả những gì mình có. Và Mbappe không chỉ ghi những bàn thắng quan trọng trong hai trận cầu này mà còn cho thấy những gì mình nói cách đây vài ngày trở nên có ý nghĩa hơn bội phần. Bộ đôi tiền đạo của Pháp, Benzema và Mbappe thực sự giống nhau trên mọi bức ảnh. Sẽ không ngạc nhiên nếu họ ngủ và tắm cùng nhau,
thậm chí họ có thể đi vệ sinh cùng lúc nắm tay nhau cũng được. Nhưng sự kết hợp của họ là hoàn hảo và có lẽ nó cũng mang đến dấu hiệu nào đó của tương lai chăng? Tây Ban Nha đã thất bại một lần nữa, nhưng lần nào trông thất bại của họ cũng chẳng đáng thất vọng cho lắm, mà ngược lại nó lại mang đến sự hy vọng nhiều hơn. Laporte trong ngày hôm nay cũng chơi tốt đó chứ. Anh cho thấy vì sao mình là lựa chọn số 1 của Enrique, không chỉ vì bởi các lựa chọn khác của ông quá tệ, và việc có một trung vệ chơi chân tốt như Laporte khiến Tây Ban Nha cực kỳ thoải mái để thoát pressing cũng như liên kết với các tiền vệ thi đấu ở hai cánh. Còn với Deschamps, sau thất bại đầy thất vọng của Pháp tại Euro, ông đã quyết tâm cách tân đội bóng này và dù có vụn về ở những khoảnh khắc đầu thì trái ngọt mới cũng đã đến. Không chỉ vị huấn luyện viên này chứng minh rằng ông chưa hết thời tại đây, bởi chính ông đã tạo ra thời thế khác cho mình. Nhưng điều tuyệt vời hơn như đã nói, đến với hai nhân vật chính trên hàng công của tuyển Pháp hơn cả. Benzema có danh hiệu đầu tiên cho đội tuyển Pháp khi quay trở lại, một danh hiệu dù không thể lớn như Euro 2020, nhưng đủ để cho anh có thể tận hưởng cảm giác của một nhà vô địch quốc gia. Tôi thực sự muốn giành được một danh hiệu với đội tuyển Pháp và bây giờ mục tiêu đã hoàn thành. Chúng tôi đã cho thấy sức mạnh của bản thân bởi vì đội bóng này rất mạnh, không bao giờ bỏ cuộc và chúng tôi đã chứng minh được điều đó ngày hôm nay. Đó là dấu hiệu của một đội bóng tuyệt vời, không hoảng sợ, kiên nhẫn và chờ đợi thời cơ thích hợp. Với Mbappe, nhìn cái cách cậu hôn lên chiếc cúp cho thấy sự khát khao với những danh hiệu như thế nào. Trong bài phỏng vấn vài ngày trước, cậu đã chứng minh rằng mình sẽ không từ bỏ ở bất cứ cuộc đua nào và sẽ chứng minh giá trị của mình ở mọi nơi. Đó là cách tồn tại trong thế giới bóng đá, đó cũng là cách để tạo ra một ngôi sao. Khi Pháp nâng cao danh hiệu này một lần nữa, họ cũng chứng minh rằng mình có một thế hệ tiếp nối đầy trẻ trung và bản lĩnh. Nó không như câu chuyện của Bỉ, khi người ta mỏi mắt để thấy một hai ngôi sao trẻ có thể cầm trịch tương lai. Còn tương lai của tuyển Pháp vẫn rộng mở như thế. Nó rộng mở qua sự trở lại của Benzema, người có thể chơi một kỳ World Cup và Euro nữa. Nó cũng rộng mở với ứng viên của quả bóng vàng tương lai, Mbappe. Nó cũng rộng mở với những người trẻ như Tchouameni, Camavinga và Koundé. Điều đó cũng hệt với những gì người Tây Ban Nha đang có và thất bại này cũng chỉ khiến họ trở nên thèm khát danh hiệu hơn ở kỳ World Cup diễn ra vào 14 tháng nữa. Nations League đã châm lửa cho một cuộc chiến. Nó cho thấy giá trị mà giải đấu này có thể mang lại ở khía cạnh giải trí lẫn chuyên môn và nó cũng khiến cho ta có hình dung về những ông kẻ trên bản đồ thế giới bóng đá trong tương lai.